Mình tên là Tô Văn Duy, nickname ở California của mình là Bob. Có 11 năm kinh nghiệm, mình đam mê thể thao từ nhỏ. Rubik nó phát triển rất là mạnh trên thế giới, thay đổi cuộc sống con người thông qua cái con đường tập thể dục của mình. Mình mê cái môn này là như vậy. Sau những cái lớp thì anh phải dành khoảng 1 tiếng tập thêm, bởi vì anh đa số dạy những cái môn cardio về giảm cân. Mà mình thì nó ốm quá rồi, nếu mà mình tập nhiều nó thì nó sẽ giảm cân rất là nhiều. Nên mà phải tập thêm weight training là tạ thêm để cho nó hỗ trợ, nó build cái cơ. Nhịp sinh học cơ thể của mỗi người chỉ cần một ngày ít nhất phải từ 1 tiếng là đủ. Nhưng hoạt động với cái cường độ phải là từ mức level khá cho đến mức hơi cao, thì khi đó nó mới đốt sâu vào cơ thể của mình hơn. Tối đa chỉ cần một tuần khoảng 4-5 buổi tập luyện. Mình có 2 buổi rest recovery là phục hồi cơ thể mình. Khi chúng ta mong muốn một cái mục tiêu đó mình sẽ đạt được mà các bạn không dành thời gian nó thì chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được. Tập thể thao nó không chỉ đẹp về cái vóc dáng mà nó về mặt xã hội học nữa. Ví dụ mà tập luyện họ đẹp, họ sẽ có bạn trai cũng đẹp, họ đi xin việc cũng tốt hơn so với khi em có một cái body shape không có chắc chắn khỏe mạnh. Thì tất nhiên khi phỏng vấn họ cũng sẽ có một cái hành vi và thái độ không muốn phỏng vấn em rồi, nên nó đòi các bạn ảnh hưởng về mặt xã hội học. Con đường thì đâu bao giờ nó trải hoa, có những lúc nó sẽ gặp gờn, có lúc mà gặp gờn là cái khó khăn nhất, mình sẽ phải cố gắng vượt qua nó, không để làm mình nản chí được.